Xin chào mọi người, hôm nay Thắm lại tiếp tục làm clip để chia sẻ với những bí quyết làm đẹp mà Thắm đã sử dụng và cảm thấy thực sự hiệu quả và muốn chia sẻ đến với các bạn. Thì hôm nay Thắm sẽ chia sẻ với các bạn về một sản phẩm mà mình dùng da mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối đã giúp cho Thắm có được một làn da trắng sáng, căng bóng, khỏe như bây giờ. Thì đây là bộ đôi kem pua dưỡng da ngày và đêm, gồm kem lọc nhung dưỡng da vào buổi sáng và kem mật hoa dưỡng da vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thì bộ đôi này kết hợp sẽ giúp cho làn da của chúng ta trở nên căng bóng, sáng, khỏe và thực sự là một bộ đôi rất là thần thánh. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Và mỗi tối trước khi đi ngủ thì Thắm sẽ sử dụng kem mộc hoa. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần ấn nhẹ để lấy một lượng kem vừa đủ chấm vào 5 vùng cơ bản trên mặt, sau đó xoa đều nhẹ nhàng để kem thẩm thấu vào da và chất kem mỏng nhẹ và tạo hiệu ứng căng bóng tức thì. Và công dụng của em ấy sẽ là cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho da, cải thiện độ đồng hồi và làm cho da trắng hồng căng bóng. Và kem lọc nhung Thắm sử dụng vào mỗi buổi sáng trước khi mắc cúp như một lớp lót trang điểm để bảo vệ và nuôi dưỡng cho da. Cách sử dụng giống như kem buổi tối là chỉ cần ấn nhẹ lấy kem và thoa đều lên khắp mặt. Và kem có tác dụng là làm sáng da và cải thiện các khuyết điểm trên da, bảo vệ da khỏi tác hại của kem mắc cúp và làm căng bóng tự nhiên suốt cả ngày. Sự kết hợp giữa kem ngày và đêm lọc nhung và mọc hoa thật sự mang lại hiệu quả cao hơn cả sự mong đợi. Sau một thời gian gần một tháng sử dụng bộ đôi thần thánh kem pua dưỡng da ngày và đêm này thì da mình có cải thiện rất là nhiều, da khỏe hơn, căng bóng và trắng sáng hơn. Thì đây là bí quyết dưỡng da mỗi ngày của mình. Mình mong rằng sau cái chia sẻ của mình thì các bạn sẽ tìm được một dòng sản phẩm phù hợp với làn da của chúng ta để da của chúng ta luôn trắng sáng, mịn màng, căng bóng như Hàn Quốc nha. Thì mình nghĩ là bộ đôi kem pua thần thánh này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn. Bye bye mọi người.